Hello, xin chào các bạn, Leo Hobby đây. Hôm nay thì mình sẽ đi xem bộ phim Thor Love and Thunder, yes. Đây là cái điểm mà check in có cái hình của Thor rất là to này. Và phía đằng sau này mình cũng thấy là cũng được thằng chỉ rất là nhiều những cái hình poster này, rồi cả hình group này. Đấy, và cả một cái chỗ để chụp ảnh cùng với cả cái logo của Thor nữa. Đấy, các bạn vào mà chụp hình. Và phía đằng sau này thì mọi người đang kiểu giao lưu với cả là trả lời các câu hỏi để được nhận được các phần quà ấy. Và đây mình đã bận quay phim nên không có tham gia được vào cái đấy. Như thế này có đầy đủ cả cosplay các thứ mà làm rất là chất lượng để cho mọi người xem như thế này trong một buổi công chiếu nhé. Ok, ở đây mình thấy có hai bạn là mặc cosplay bộ giáp của Jane Mighty Thor và Thor phiên bản Love and Thunder rất là đẹp ở đây này. Các bạn đang đứng ở cái quầy mà trưng bày các bộ mô hình. Hai cái bộ giáp này được các bạn ấy thiết kế và làm rất là đẹp luôn. Thật sự là rất là chất luôn. Đây là bộ giáp của Mighty Thor này. Đẹp chưa? Đầy đủ các chi tiết các thứ, kể cả cây múa đã bị đập vỡ các thứ nhé, cũng được các bạn làm rất là đẹp. Còn bên này là bạn mặc bộ giáp Thor rất là hoành tráng. Bộ giáp lần này thực sự là rất đẹp, tông màu vàng gold và màu xanh. Rất là đẹp luôn. Đây và thêm cây múa Stormbreaker. Rất là đẹp. Bên này thì có trưng bày các mẫu mô hình của team mọt nhựa nhé. Rất là nhiều các mẫu mô hình rất là đẹp. Và mình sẽ đi xúc vào soi từng mẫu cho các bạn coi.
Đây ở đây mình thấy có một gian hàng của Godzilla với các bộ áo được thiết kế dành riêng cho Marvel. Đây gian hàng và dành cho cả đợt Thor này luôn, thì có chiếc áo mà có chiếc búa Thor ở đây này, mũ là Thor luôn này, và một mộ này. Rất nhiều những cái mô hình của Thor nữa. Ok, và ở đây là cái màn trưng bày các mô hình của Marvel các thứ. Và mình sẽ đi lần lượt từng mẫu mô hình cho mọi người xem nhé. Đây, đây mình có mô hình Thor này. Xong rồi có nhân vật Groot này. Đây là Groot lớn hơn một chút này. Đằng sau chúng ta có Gamora này. Ok, chúng ta sẽ có bạn Star-Lord ở đây này, và đằng sau Star-Lord là cha của anh ta nhá. Ở phía dưới này có Thor mập nữa này. Đây có vài nhân vật Thor, và đây là có Thor bụng bự ở đây này. Đây có lần này có rất là nhiều các mẫu model về nhân vật Thor của chúng ta ở đây nhá. Đây có gặp Thor đẹp trai tóc dài này. Ở đây có Thor mà mặc cái bộ giáp mới nhất của cái đợt này. Một tư thế này mình thấy nó rất đẹp luôn này. Nó tuyệt vời luôn này. Đằng bên này thì có Spider-Man nhỏ này. Đằng sau thì có Thanos này. Và đây là cũng có thêm một bạn là Thor nữa này. Đây theo phong cách CD. Mà Iron Man lại phong cách CD. Và Captain America phong cách CD. Đây có hình của Thor này rất là đẹp này. Môn Thor này rất là đẹp luôn. Rồi. Mô hình Thor và trong phần Ragnarok mặc bộ đồ giáp đấu sĩ rất là đẹp nhá. Bên bên này thì có Thor mặc theo phong cách giáp của mới nhất của tập mới này này. Và cả Jane ở trong phim này. Rồi các bạn đã cập nhật rất là nhiều những cái bộ giáp mới. Kể cả Thor luôn mặc cái bộ của như bộ dốc ở đây cũng có này. Thêm một mô hình bạn Thor đã nhá. Còn ở đây là Hawkeye đúng không? Hawkeye ở trong phần Endgame. Rất là mượn. Phải War Machine. War Machine và Iron Man ở đây nữa. Bữa trước chúng ta cũng có thấy một bản là một mẫu mô hình của Doctor Strange. Ở đây có một cái múa của Thor này. Và một cái múa Storm Breaker rất là mượn ở đây nữa. Nó sai mượn và mình thấy con to hơn cả bình thường luôn đấy. Có rất là nhiều mẫu. Ok, mình vừa lấy được vé của buổi xem phim Thor Love and Thunder này các bạn. Các bạn ở đấy cũng làm cái vé trông rất là đẹp luôn. Nhìn trông rất là xịn sò nhá. Đấy, lại còn có thêm cả phiếu giảm giá mua hàng của Bu Villa nếu mà chúng ta mua ở đây. Ở đây ngoài Thor thì có bạn nào hâm mộ những cái thứ khác trong Marvel không? Wow, nhiều. Ai hâm mộ Captain America chúng ta nào? Rồi ạ, Iron Man nhiều đúng không ạ? Có ai hâm mộ hấp ai không? Có. Bây giờ đã vào phần phim rồi, bây giờ sẽ không được quay đâu. Marvel xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã không quản ngại trời mưa to, thời tiết xấu đã đến đây ngày hôm nay cùng tham dự với chúng tôi những trò chơi vui nhộn ở sảnh của CGV Metropolis, cũng như đã tham dự chương trình ngày hôm nay cùng hơn 200 bạn, 400 bạn đồng hành của chúng ta ở trong rạp chiếu phim này. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi trân trọng cảm ơn tấm chân tình của các bạn đã có mặt ngày hôm nay. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình có những điều chưa thực sự hoàn hảo. Chúng tôi, những người làm chương trình, rất mong nhận được những góp ý của bạn thông qua inbox về page của hội hâm mộ Marvel. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy những lời của các bạn làm kim chỉ nam để chúng tôi có thể trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn. Để những lần offline lần sau, chúng ta sẽ có quà to hơn, nhiều hoạt động hơn và chắc chắn là chúng ta sẽ đông và vui hơn. Lời cuối cùng, thay mặt cho admin và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa xin cảm ơn. Ok, mình vừa đi xem xong bộ phim Thor Love and Thunder xong. Ở trong đây là một bộ phim để giải trí các thứ rất là vui vẻ, rất là thoải mái luôn, rất nhiều pha trò cười và cũng nhiều khoảnh khắc rất là đáng nhớ và ý nghĩa. Nhưng nhân vật Thor vẫn là một trong các nhân vật siêu anh hùng mà mình rất là ngưỡng mộ và có nhiều cảm xúc. Chắc là sẽ còn ủng hộ cho Thor dài dài luôn.
Ok, bye bye cho buổi đi xem hôm nay.